Nè các bạn, đây là khoai lang nè. Hôm nay Phúc làm món đó là khoai lang chiên giòn nha các bạn. Thôi giờ Phúc dùng máy để bắt đầu lột vỏ khoai lang và sắt ra nha các bạn. Này nè các bạn, đây là hành lá, còn đây là khoai lang, còn đây là bột chiên giòn, còn đây là trứng gà. Thôi giờ Phúc dùng máy để bắt đầu trộn bột nha các bạn. Đây này các bạn, đây là bột chiên giòn có trứng trứng gà nè, hành lá nè. Giờ Phúc chọn lên rồi, thôi giờ Phúc bỏ khoai lang vào các bạn. Bỏ vô cho nó thấm xong tí xíu mình chiên nha các bạn. Đây này các bạn, bây giờ Phúc bắt đầu chiên các bạn. Tí nữa có mấy trái chuối chiên chuối nha các bạn. Mới bỏ vô mà nó ra màu đẹp ghê luôn các bạn, tại vì có trứng gà trong đó các bạn. Khoai lang chiên cũng vàng các bạn. Bây giờ Phúc gắp này dai các bạn, rồi xong rồi để cái khác vào chiên. Wow, giòn lắm các bạn. Tại buổi trưa ăn này đỡ buồn các bạn. Nay trời mưa các bạn nên là không có đi ra ngoài rừng tràm nữa các bạn. Mưa quá trời các bạn. Giờ mình bỏ cái mớ vào mình chiên. Quá trời luôn rồi, mà có mình ở nhà nay bỏ nhà đi học lái xe các bạn. Tranh thủ tới bữa 23 bỏ nhà thi chính thức rồi, mình xong tới 24 hoặc 25 thì Phúc và bỏ nghe đi ra ngoài rừng tràm các bạn. Đây nè các bạn, đây là Phúc mới vừa chiên khoai lang chiên với lại chuối chiên các bạn. Thôi giờ Phúc mời các bạn cùng dùng với Phúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Phúc. Các bạn hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nhé.